mấy bạn hỏi tôi sao lâu rồi không ra video, ai là kẻ phản bội? Các bạn biết đó, hiện tại kênh của tôi giờ chỉ còn có 7 đứa, mà ai là kẻ phản bội ít nhất là phải 8 đứa thì nó mới hay được mấy bạn à. Đó, như thế là mình rất khó khăn, mình phải đủ 8 người thì mới hoàn thành được trò chơi nhái nè. Cái vậy? Em thiếu người à? Cho tôi tham gia, tôi vô mất nè, cho tôi tham gia ai là kẻ phản bội của ông vậy? Tôi vô nó là đủ 8 người rồi đúng không? Trời đất ơi, có vô mất rồi, như vậy coi như là đầy đủ người đó mấy bạn ơi, chúng ta chơi thôi. Ai 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 ai, thằng kia, chơi. Cửa sổ của tao đen đẹp vậy, mày đi được vòng không được, mày đập máy. Trời ơi. Bình tĩnh, uống ngập sữa lấy lại bình tĩnh à. Trời ơi, bây giờ là năm học mới rồi đó. Một cảm giác rất là vô môn. Được rồi, bây giờ ông muốn chơi tham gia chung với bọn tôi đúng không? Được rồi, vậy thì đi theo bọn tôi thôi. Let's go. Đây rồi, vô mod theo tôi. Ê, mọi người ơi, hôm nay chúng ta sẽ chơi ai là kẻ phản bội. Và ngày hôm nay chơi 8 người. Và chúng ta đã thay Abby trở thành vô mod nha mọi người ơi. Từ khi nó cho hết tất cả mọi người không cho tôi. Ok mọi người ơi, nói tôi nha. Sao giờ học? Đến giờ vô. Quá đã luôn mà con ơi. Ôi được rồi, hôm nay sẽ là một buổi chơi bùng nổ. Và có những chức năng gì thì các bạn cùng xem tiếp nha. Còn bây giờ đây, chúng ta về nhà và nhận rôn bắt đầu đêm đầu tiên. Let's go. Let's go. Đây, để coi chức năng mình là gì. Cái gì ra ô đâu để coi mình là cái gì coi. Ô ước gì mình là sói. Ê, hôm nay mình có phải là chức năng gì đặc biệt không đi ta? Hôm nay mình là gì đây? Dân đèn chán lắm nha, đừng nha ơi. Ê coi uầy, để coi mình là cái gì đây. Để coi. Thần cu bích hả? Ồ, vậy là mình sẽ là thần tình yêu. Mình sẽ đi ghép đôi với ai đây? Ghép đôi với ai đây ta? Mình biết ghép đôi ai với ai rồi. Đi thôi. Để coi. Mình là thợ săn hả? Thợ săn này sẽ cho mấy con sói biết tay. Đi ô. Mình vẫn còn sống, may quá mấy bạn ơi. Không biết ai sẽ là người đầu tiên nằm xuống trong trò chơi ai là kẻ phản bội này đây nữa mấy bạn ơi. Mình cũng đang rất là lo lắng đó mọi người. Ủa sao thấy ai ra hết vậy trời? Có mỗi mình tôi ra vậy trời. Rồi đây tới rồi mấy con rời tới rồi mấy bạn ơi. 1, 2, 3, 4 nè, 3 người nữa rồi. 3 người còn lại bảo đảm sẽ có một người. Kemi qua rồi các bạn ơi. Có nghĩa là Kemi không có. Thì ai là người cút ta? Vô mốt cả trễ đó anh. Vô mốt cả trễ khi nào vô mốt mới chơi mà vô mốt chết luôn. Trời ơi, nhìn vô mốt mới chơi mà bị cút luôn là kỳ lắm á nha mấy bạn ơi. Bây giờ còn ba đứa này. Ôi, vô mốt. Ôi trời ơi, đi đâu vậy? Trời ơi. Rồi một là Rio, hai là thằng tàu hổ. Quá đời yêu. Sao hai người ngồi chết tôi bốc hơi rồi. Hai, tụi nó mới trễ đó. Tiếp theo đây nữa. Vô mốt thì tới rồi. Bây giờ Rio hay là tàu hủ đấy. Rio tới. Vậy chỉ còn tàu hủ thôi mấy bạn ơi. Vậy là tàu hủ đã đi rồi. Tàu hủ chết rồi. Đây. Xong gì rồi, đi vậy thôi.
mà họ đi ngủ cái coi sáng vậy. Ai sẽ là người chết đây? Tăng 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 tăng. Quay đứa nào đây? Như vậy tàu hủ là người chết đêm vừa rồi. Trời ơi, anh vô không? Anh làm cái gì mà ca chậm trễ quá vậy? Đúng rồi. Trời ơi, tao nói rồi mà, tao ngủ quên mà. Mấy thằng ngủ quên là thường thường buổi đêm nó đi làm gì đó. Đúng rồi. Trộm đi với người đúng không? Hoặc là ăn dụng trong chùi mấy em đúng không cưng? Thôi bị lạc đường, tôi đi một vòng. Tôi vòng một vòng qua đó tôi mới vô tới đây. Ok, vậy bây giờ nè. Ê, cô biết đây không? Mấy anh Vân nha, mấy anh Vân nè. Trời ơi, Vân nhát vậy. Nếu vậy là dạ, mọi người là không có ai là cô biết đúng không? Đúng rồi. Có mẹ là vậy đó. Ê, có chừng anh hủ là cô biết nè. Nếu vậy là đúng rồi đó. Theo Rio nói, thằng này là cô biết rồi. Rồi. Rồi giờ sao biết ông ghép ai? Rồi nó ghép ai cũng biết luôn. Sao mày biết làm gì mày? Biết để giết mà. Ờ, mày biết để mày giết hả? Chết hai đứa. Tại vì mày hỏi để mày giết à? Ngu chết hai đứa đúng thì cũng hợp lý. Giờ có vote ngu chết hai đứa rồi sao? Cái nhà mà mới đi đầu xong không tin nhận. Mà ví dụ mà đen được cái gì không vậy? Có chết cả bảo vệ với tiên tri. Trời ơi nó sướng. Ê từ từ nha. Game trời này của chúng ta có một con sói con và một con sói người. Mọi người để tôi giải thích cho mọi người sói con như nào và sói người như nào. Sói người thì nó sẽ được soi ra là con người. Nhưng mà nó là sói. Người hiểu không? Có nghĩa là chúng ta không thể soi nó ra. Đúng rồi đó. Còn con sói con á là một con sói đặc biệt hơn. Khi con sói con chết điểm nào anh thì sẽ giết được hai người một đêm đó. Khỏe vậy. Nên là nếu bây giờ sói con chết xong rồi sói nó giết chúng hai người mà trong hai người đó có một người là cu bích nữa thì thôi nhé luôn. Là trừ ba. Là trừ ba. Rio có thể giết được hai người đó, nó là như vậy đó. Ừ, vô mốt hơi dúi người nha, vô mốt hơi dúi nha, vô mốt nãy giờ hơi dúi người này hết người kia đó. Trời ơi, nghi lắm nha. Vô mốt ơi, không biết chơi để tụi tôi chơi cho ông chơi, ông mất em thấy lạc người này không tin được anh ơi. Tôi không tin bất cứ ai hết, tôi phải dúi từng người một. Ok, bây giờ có tin vô mốt những người dân ngu cu đen không có chức năng bước lên bàn. 1, 2, 3. Ok, ba là ba người này là dân. Thì chắc chắn trong đây có một con sói người. Trong đây chắc chắn là một con sói người. Sói chắc luôn. Thế hồi nãy giờ mọi người để ý nha. Thằng xe Di nó im lắm á. Mấy người làm trời. Hay cũng nguy hiểm á. Mọi người để ý đi. Nó hơi bị nhiều kia quá. Căng đó nha. Căng đó nha. Em nghĩ là đêm này mình nên kết thúc ở đây đi, mình không nên vote ai cả. Đúng rồi, vậy đi, vote sói con chết là mệt. Là bế một trong ba đứa này đi. Đúng rồi đó. Nghĩ là cho một đêm nữa. Tôi nghĩ là nên vote Kimmy đi. Rủi ro cao á, vẫn là 33% cho ba người cái này. Em là hên xui nha, ai nhiều vote hơn em vote theo. Đó, thằng này nó im thôi, nó đợi vote heo này. Mấy thằng vote heo này nè, nó có mùi nè. Bây giờ em không biết ai đúng ai sai thì em ngu thì em ranh được. Vote ai cũng được á. Phải có đầy đủ người đồng ý biểu quyết nè. Rio à, có đồng muốn đồng ý biểu quyết gì không? Vô mod dúi kìa. Hay người nào khác không? Em đồng ý vote CJ. Ồ. Chúng ta là hàng xóm mà anh sống tội tệ vậy. Anh nghĩ cũng nên vote CJ. Mấy đợt trước mình giết tao nhiều rồi. Em không nghĩ hồi nào chạy nó hồ quá. Không để tin được mấy anh vote. Vót em chứ gì, cái lý do nó tào lao vậy luôn á. Em đem lại giá trị gì? Đúng rồi, em đem lại giá trị gì? Được rồi, mấy người muốn biết giá trị đúng không? Nè, nói cho mọi người biết luôn. Tôi là sói con, thử vót rồi coi. Đêm nay tôi chết là hai người đi theo. Trời ơi, nhận luôn kìa. Ơi, nó nhận luôn rồi kìa. Trừ hai cái bàn này liền. Nó là sói con. Trừ hai cái dính cu bích là trừ ba. Giữ nó lại đi, giờ giết nó sao? Từ từ. Bỏ đi, tôi nằm sẵn rồi. Mày nghĩ nó không phải là sói con đâu. Bỏ đi. Ừ, không tin thì bỏ thử đi. Nếu như có hay không thì cũng khó. Cũng nên giết. Nói chung là giết hàng cứ giết trước đi. Là để cho sói chỉ còn một thôi. Để cho sói chỉ còn một thôi. Thì cái lúc mà sói còn một á thì chúng ta mới có cơ hội cho chúng ta chết thêm. Thì chỉ có chừng nào còn một thì chúng ta mới thua thôi. Hiểu không? Hiểu. Bây giờ cho dù chúng ta chết giết thằng này, chúng ta còn 6 người đúng không? Con sói nó cắn 3 người thì chúng ta vẫn còn 3 người. Còn 2 người với là một con sói. Ok vậy đây. Hiểu không? Đồng đội của tôi sẽ tìm kiếm mấy người. Chúng ta vẫn có cơ hội thắng trong cái trò chơi này, mọi người hiểu không? Anh Ngao, đúng em không vậy. Biết tại sao anh vote em nhưng mà em tin anh. Hiểu vậy? Nói gì ai? Ai vậy? Rồi đây ơi. Mọi người. Anh đồng ý. Đồng đội nào mà đi nói chuyện đồng đội lộ vậy đâu. Anh đồng ý.
em đồng ý. Tôi đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý. Rồi, tạm biệt em. Tạm biệt cái bài này. Ok. Nó đi rồi. Để coi này, nó có thật sự là con sói đó hay không. Đi ngủ đi. Giải tay, giải tay. Trời ơi, bắt đầu chuẩn bị bao nhiêu người ngã xuống nhanh gọn lẹ đây mọi người ơi. Em bỏ trước ai? Cậu là gì? Tao chính là sói con đây. Khi mà tao chết, mày phải giết được hai người đó. Rồi được rồi. Đêm đầu mình bảo vệ mình rồi, đêm nay mình bảo vệ Aniha đi. Tại vì Aniha hồi nãy không đứng ra nhận dân, thì là ảnh có chức năng, mình phải bảo vệ ảnh bằng mọi giá. Để coi. Úp. Thì rồi, mình là bảo vệ. Nếu vậy thôi sợ quá, mình bảo vệ mình đêm đầu luôn đi cho nó chắc ăn. Ê, hết giờ rồi, mình đi giờ thôi. Úi. Kẻ giết người này tao bảo vệ Ania rồi, mày không giết Ania được đâu. Cùi bắp đi dài thôi, bảo vệ được rồi. La 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 la, vậy là bảo vệ được rồi, bữa nay sẽ không có ai chết cả. Kẻ giết người, mày dám tao nữa à? Mình vẫn còn sống luôn sao? Hơi bị ảo mà. Ui, hello. Giờ này ông có ra hả? Ông qua nhanh đi, thằng Ngáo chết rồi kìa. Cái gì? Ngáo hôm nay là đêm này ngáo nằm xuống hả trời? Trời nè, ơi chốt bờ ngáo gục ngã rồi hả? Trời ơi, sớm vậy em ơi. Bây giờ những người hồi nãy mà không có chức năng á, thì trong đó có hai dân, đúng không? Thì đó chính là Rio với là Kemi. Kemi. Đúng rồi. Thì bây giờ chỉ là con. Còn Yomot. Thế Yomot là gì? Yomot là gì? Là dân có chức năng. Và tôi bây giờ vẫn chưa thể nói được, nhưng mà tôi nghĩ là sau một đêm nữa là tôi sẽ tiết lộ cho mọi người được. Ê, nhưng mà từ từ. Chỉ có một người chết thôi, có nghĩa là bảo vệ làm đúng. Vậy là đúng, bảo vệ làm được. Hoặc nhưng mà kia không phải là sói con. Rồi, ok, ai hoặc là bảo vệ? Hoặc kia không phải là sói con. Hạng kia không phải là sói con. Hoặc là bảo vệ đúng. Một là bảo vệ đúng, hai là hạng kia phải sói con. Đúng rồi. Vậy thì ai là bảo vệ không? Bảo vệ lộ bây giờ có ổn không? Ấy là bảo vệ bây giờ mình lộ là đêm nay chết á. Mọi người bình tĩnh đi, tụi mình chỉ còn một con sói thôi. Tôi khai luôn, tôi khai để còn bảo vệ thì bảo vệ tôi nha. Ok. Vậy chị là gì hả? Được rồi, tôi là tiên tri. Đêm đầu tiên á, tôi soi Hi Ha, thì Hi Ha là người và tôi im. Đêm thứ hai thì tôi tiếp tục soi Yomot là người. Ôi bây giờ còn hai người dân nè, cứ đem ra thôi. Mình dân nhiều mà sợ gì? Dạ tụi nó không có biết được, tụi nó không ai xác minh được. Đúng. Bây giờ chỉ cần xử trước đứa đi, lần sau là thử soi đứa còn lại. Thí dụ đêm nay một trong hai đứa em chết sao? Em nghĩ là mình lộ vậy rồi là sẽ chỉ không có giết hai đứa mình lộ đâu. Là em lộ đúng không Kemi? Lộ đúng không? Kemi hơi sợ nha. Thôi, tôi nghĩ kép tôi là người vote Kemi. Tôi bẻ quên Kem ơi. Hôm nay qua nhà Ngáo á là Kem cũng là người tìm thấy đầu tiên nha. Tôi bẻ quên Kem ơi. Ai có em nữa, Kem ơi. Có em nữa. Mọi người bẻ quên ai đây? Tôi đồng ý, bẻ quên Kem ơi. Trời ơi, từ từ, hồi trước có em đó mà đồng ý hết vậy. Mà chỉ có mày còn một phút mà, mày còn một phút để mày giải thích mà, tụi tao còn cứu hay giết mà. Đúng rồi đó, bà giải thích đi, bà giải thích đi, tôi chưa. Rồi, biểu quyết Kem ơi. Em đang sợ là em sợ bây giờ lộ tiên tri rồi sẽ chết tiên tri. Nhưng mà mình còn người nhiều mà. Nếu mà không phải là con sói con thì con sói con để cuối cùng cũng không để làm gì hết. Nhưng mà em không phải sợ. Đúng rồi. Nếu mày là dân thì nhưng mà biết đọc dân mày dân thường mày chết thì đâu có sao đâu. Chứ kể nha, hôm nay qua bên chỗ Ngáo hay cho mi đầu tiên nè, chắc là hôm qua cãi nhau cái không thứ gì đó, gia đình lật đục sẽ ra tay sát hại Ngáo đúng không? Thôi không nói nhiều, tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Rồi luôn, chết em luôn. Tạm biệt Kem ơi. Ok, vậy đây mày đến đây đây. Bảo vệ nha, bảo vệ cho mày nha. Bây giờ chúng ta đi ngủ đi.
còn sống luôn. May quá là may mà. Ôi giời, may quá, mình vẫn còn sống nhanh lắm. Trời ơi, mình còn sống nè trời ơi. Ai à, không biết ai còn ai sống đây trời ơi. Ủa? Ôi, Nhi Hà đâu? Ôi, cái gì em? Ủa? Anh Nhi Hà đâu? Trời ơi, anh Nhi Hà chết rồi ơi, qua nhà anh đi. Quê hồ, quê hồ. Dạ. Dạ bàn đi. Sống hả? Dạ bàn đi. Nhanh lên. Vậy là đêm qua không có ai chết hết. Vậy là con sói ăn chay. Ừ. Có khi nào sói hôm qua ngủ quên không? Sói không ngủ quên, mà đã sói đã giết tôi. Ủa, anh là hồn ma hả? Hả, là sao? Bởi vậy tôi là thợ săn. Tôi phải sử dụng chức năng của mình trước khi chết. Hả? Ờ. Đúng vậy, có lẽ như mấy con sói sai lầm tưởng tôi là bảo vệ đúng không? Nên muốn tiêu diệt tôi. Chứ mốt mày là gì? Mày cho 3 giây để nói. Ờ, lúc này tao cũng nói là tao chính là bảo vệ. Ờ, rồi, lý do là gì? Em là dân đen. Ok, còn giúp mấy là gì? À, tiên tri, rồi. Nói cho tao nghe, bảo vệ vừa rồi mày bảo vệ những ai? Những đêm vừa rồi. Tao vừa mới nhất thì tao bảo vệ bản thân, bởi vì tao sợ tao bị giết. Còn tao trước là tao đã bảo vệ Rio. Đêm qua Rio còn sống. 100% thằng này là người là cái chắc rồi. Đúng rồi, em rồi mà. Bởi vì một trong ba đứa kia không còn ai là nhận gì hết. Một trong những người mà có chức năng 100% sẽ có giả. Nên giả, là giả thằng Rio sẽ không nằm trong diện tình nghi của tôi. Mà chính là hai người Yummy và vô mod. Ủa? Tại sao tôi nghi Yummy? Bởi vì bà là tại tiên chi. Tại sao bà sống lâu đến như thế? Tiên chi là tại một cái chức năng. Nhưng mà theo những gì vô mod nói, vô mod bảo vệ bà đêm đầu tiên mà thôi. Hai đêm sau bà đã lộ thành tiên chi rồi. Tôi đâu có biết đâu. Đúng vậy. Tại vì tôi là tiên chi mà. Tôi nghĩ là vô mod cứ bảo vệ tôi thôi à. Bảo vệ được một đêm à. Bảo vệ một đêm nhưng mà đêm vừa rồi với lại đêm kế vừa rồi nó không có bảo vệ Yummy. Vậy thằng vô mod này tôi giả. Tôi đâu có biết đâu, tôi nghĩ là nó. Tại tao là từ những ngày đầu tiên là tôi là người đầu tiên ra suối Rio, dưới Rio, dưới cái gì? Dưới xe gì? À đúng mà. Lẽ không quên tên. Thì đó, làm xe gì là sói thì tôi không thể làm là sói được. Bởi vì tôi là người đầu tiên ra tay là dưới con sói luôn. Đúng rồi. Tính đầu là chính sao mốt là người giết sói mà ông nói gì vậy nha? Là tôi thấy là Jimmy Tiên Chi cũng khá là chuẩn. Tôi nghĩ vô mốt không phải là bảo vệ. Thằng kia vậy? Chắc chắn thằng này là sói người nè, thằng kia chắc chắn là sói con. Có thể thằng ngáo là thằng bảo vệ đúng. Thằng ngáo đó bảo vệ một trong những thằng ở đây rồi nên là không chết. Không chết rồi là mà làm gì bảo vệ được nữa. Tôi là người bảo vệ tôi và con sói nó giết tôi không thành công nên là chỉ có một người chết thôi. Rồi tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Và nãy giờ chúng ta chưa chết hai bao giờ. Nếu như vậy thì đúng rồi. Bảo vệ chưa hai á. Nếu như vậy thì Rio là một team. Em nhân thường mà team đâu ra. Nếu mà tôi với Rio là một team thì khi mà tôi chết cầm cái súng này ra thằng này cũng chết theo rồi. Chỉ là hai người thôi. Nếu mà là một team mà em hai người em thôi. Không phải tụi tôi. Sao mà tụi tôi được? Hai người là con sói đã chết rồi. Hai người là cứu bớt với nhau. Anh đừng có bắn đi anh nha. Bắn đi. Anh như cứ cứu bớt. Hai người là một cặp đôi. Không phải. Nhưng mà nếu chắc luôn. Từ từ. Chỉ có thể là hồi nãy là người tốt trong phe dân làng. Tôi là tiên chi, tôi tiên chi là người đúng không? Nhưng mà người, đúng không? Ok, tôi có thể tiên chi đúng. Ok, tôi có thể tin bà là tiên chi nhưng mà tôi không tin vô mốt là bảo vệ. Có thể đây là một cặp sói mọi người. Có thể một cặp sói mọi người. Nếu cho tôi cái dung là cô biết luôn thì đây là cặp người, không thể nào cặp sói người được hết á. Không nói nhiều nữa, vô mốt. Vô mốt, ông là kẻ phản bội. Xong anh Hà chết luôn. Ôi mà win rồi, win rồi. Yeah, yeah. Yeah, tôi win rồi. Tôi là kẻ muốn win hay nhất của đoạn này. Yeah. Ok các bạn ơi, video vừa gọi là kết thúc rồi đó. Mình xin thông báo là vô mod đợt này có thêm một cái chương trình khuyến mãi siêu hoành tráng luôn các bạn. Chỉ cần săn code rồi các bạn có thể trúng quà lớn như trên hình luôn nè. Các bạn có thấy không? Chỉ cần xé cái màn co và nhập cái mã lên website của Yomod là bạn trúng quà. Nếu bạn trúng quà thì nhận liền ngay lập tức luôn. Không trúng thì cứ tích điểm lại. Đủ điểm thì mình đổi quà cũng được nha. Mua ngay Yomod để rinh quà nào mọi người ơi.